Vâng, xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay trong video này, Yến xin chia sẻ với quý thầy cô và các bạn một chức năng trên Microsoft Teams chúng ta có thể ứng dụng trong quá trình dạy học online. Chức năng này chính là chức năng trao quyền điều khiển. Chức năng này có thể thực hiện từ hai phía, phía người dạy là giáo viên và phía người học là các em học sinh, sinh viên. Vậy trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phía giáo viên chúng ta có thể trao quyền điều khiển cho các em trong những trường hợp nào. Trường hợp thứ nhất là giả sử thầy cô có một bức tranh hoặc là có một cái file tài liệu nào đó hoặc bất cứ một cái gì mà thầy cô chỉ muốn trình chiếu trên máy tính của thầy cô và thầy cô muốn học sinh sẽ phải miêu tả, nói hoặc thuyết trình trên bức tranh đó. Và khi mà thuyết trình, học sinh sẽ phải dê chuột để thể hiện cái ý nói, ý thuyết trình của mình. Hoặc là trong những trường hợp mà thầy cô muốn yêu cầu học sinh chứng minh hoặc là hướng dẫn thao tác nào đó trực tiếp trên máy tính của giáo viên và hướng dẫn cho cả lớp thấy. Hoặc là về từ phía học sinh thì các em cũng có thể là trao quyền điều khiển cho giáo viên trong những cái trường hợp như là giáo viên muốn chỉ dẫn cho học sinh các cái thao tác mà học sinh chưa biết cách làm. Thầy cô hướng dẫn rồi nhưng mà các em vẫn chưa biết cách làm chẳng hạn, thì thầy cô có thể là truy cập vào trong những trường hợp đó. Vậy để thực hiện cái chức năng trao quyền điều khiển, chúng ta sẽ làm như thế nào? Bước 1 là thầy cô sẽ thực hiện việc chia sẻ màn hình hoặc là chia sẻ cửa sổ. Khi chia sẻ màn hình hoặc chia sẻ cửa sổ thì sẽ xuất hiện một cái nút, đó là yêu cầu quyền kiểm soát. Cái nút này sẽ xuất hiện trên phía màn hình của sinh viên. Giả sử thầy cô muốn trao quyền điều khiển cho sinh viên là tên là Trương Thị Thu Hiền chẳng hạn, thì khi đó giáo viên có thể nói học sinh là tự chủ động nhấn vào cái nút yêu cầu quyền kiểm soát trên màn hình của học sinh. Khi sinh viên nhấn vào thì trên màn hình của giáo viên sẽ xuất hiện ra một cái dòng thông báo là Trương Thị Thu Hiền đang muốn truy cập máy tính của bạn hoặc truy cập cái cửa sổ màn hình làm việc của bạn. Ở đây có hai lựa chọn là cho phép và từ chối. Nếu thầy cô cho phép thì quá trình điều khiển từ phía học sinh bắt đầu. Khi đó ta sẽ thấy con trò chuột mang biểu tượng của học sinh đang được di chuyển và điều khiển. Và giả sử khi này giáo viên muốn học sinh sẽ mở file Excel trên màn hình máy tính của giáo viên thì sinh viên sẽ thực hiện mở lên. Lúc này cả hai phía giáo viên và học sinh đều có thể kiểm soát cái sự chia sẻ này các thầy cô nhé. Và nếu như giáo viên có thể muốn lấy lại quyền kiểm soát bất cứ khi nào muốn bằng cách thầy cô có thể nhấn vào mục là lấy lại quyền kiểm soát. Rồi, vậy khi này các em sẽ không thể truy cập vào được nữa. Và khi đó thầy cô sẽ thấy trên cái phần truy cập này sẽ xuất hiện một cái danh sách những sinh viên mà thầy cô đã chia sẻ. Và lần sau thầy cô chỉ cần chọn tên sinh viên muốn kiểm soát là sẽ đã thực hiện được rồi. Và trong cái trường hợp ngược lại, nếu như thầy cô muốn điều khiển máy tính của học sinh thì bước 1 thầy cô cũng yêu cầu học sinh sẽ thực hiện chia sẻ màn hình hoặc là chia sẻ cửa sổ. Sau đó là thầy cô sẽ nhấn vào nút là yêu cầu quyền kiểm soát. Học sinh đồng ý thì thầy cô sẽ truy cập vào và thực hiện. Sau đó học sinh cũng lấy lại quyền như bình thường. Vâng, có một số thầy cô thì trong quá trình giảng bài rất là say sưa thì học sinh có táy máy và nhấn vào nút kiểm soát truy cập, nên là thầy cô nhỡ nhấn vào nút đồng ý thì khi đó thầy cô rất là lúng túng. Và thầy cô muốn nói là trong quá trình giảng thì cái buổi đó chỉ muốn là chỉ có mình thầy cô giảng thôi, sinh viên không có quyền truy cập hoặc là trình diễn gì hết. Thì khi đó thầy cô có thể thực hiện bằng cách là thầy cô và cái nhóm, thầy cô nhấn vào cái mục 3 chấm trong cái phần lịch học. Và sau đó thầy cô chọn cái mục đó là thầy cô chọn cái mục là tùy chọn cuộc họp. Thì trong này nó sẽ mở ra một cái sẽ mở trên giao diện web, thì thầy cô sẽ đăng nhập vào. Sau khi đăng nhập xong thì thầy cô sẽ thấy cái giao diện nó sẽ có một cái mục là ai có thể trình bày, thì ở đây là hiện tại nó đang ở chế độ là mọi người. Thì cô sẽ thực hiện là chúng ta chọn sổ xuống và chúng ta chọn là chỉ mình tôi. Khi có sau đó là thầy cô lưu lại. Thì trong cái buổi học đó là chỉ có mình với thầy cô có thể trình diễn thôi. Học sinh sẽ không có quyền kiểm soát. Như vậy là Yến vừa hướng dẫn cho thầy cô cái chức năng điều khiển và lấy lại điều khiển trong quá trình dạy học trên Microsoft Teams rồi. Hy vọng thầy cô sẽ áp dụng chức năng này thật sáng tạo trong quá trình dạy học của mình nhé. Xin chào tạm biệt.